Cũng trong chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng hội nghị cho Ban Báo chí quý bà triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2022. Theo đánh giá trong quý 3 năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phản ánh đậm nét các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế và những vấn đề thời sự đáng quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội. Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được triển khai tích cực. Đáng chú ý, việc phản hồi thông tin bám đều của các cơ quan đơn vị địa phương được quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng một số bài báo giật tít câu view đưa thông tin thiếu kiểm chứng, có dấu hiệu áp đặt, suy diễn vẫn còn tồn tại, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thời gian đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo định hướng, xử lý đối với các vấn đề nổi cộng xảy ra được báo chí và dư luận quan tâm. Đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy giao liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tại thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố trong quý tư năm 2022, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, sự phục hồi kinh tế xã hội, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố.